rồi, hết giờ ông bạn người nước ngoài đi về rồi các bạn ơi. Coi như là quấn được 3 điều. Bây giờ gầy cái trận này, trận khác. Quấn quà vô, quấn quà là quấn chơi với mình mỗi ngày luôn. Bây giờ chú quà này nó về chú dở. Dở hơn phiêu diệu. Dở hơn phiêu diệu. Dở mà ăn chứ. Quá nhiều vậy.
Nhớ nhấn like và subscribe nha các bạn, like. Chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa. Mấy bạn subscribe á, mấy bạn sẽ không có bị mất mát gì hết, nhưng mà rất là một cái sự giúp đỡ rất là lớn cho ba của mình đó. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha, nhớ subscribe nha. And then nếu mấy bạn subscribe á, xong rồi đó nó sẽ hiện lên cái chuông á, mấy bạn bấm vô cái chuông là mỗi lần ba mình up cái video mới lên thì mấy bạn sẽ được thấy cái video đó. Mấy bạn sẽ coi. À, nếu mà bạn thích đó, thì nhớ bỏ cái tâm á. Like là thích. Rồi xin bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại những video kế tiếp các bạn. Bye bye.